Hôm nay thì David có ngồi nói chuyện với một số anh em bạn bè thì họ hỏi là cái xu hướng năm 2020 đầu tư vào cái gì và nói chuyện bàn luận về một số các cái mảng đầu tư gì trong năm 2020 cũng như là xu hướng. Có rất nhiều người cũng đã nói trên mạng rồi, cũng như là thời tiết đợt này thì họ nói rất nhiều về đầu tư vào khẩu trang đúng không? Đấy. Thế Dạ. nhưng mà hôm nay thì mình cũng làm một cái video nói về sự giàu có và cách đầu tư năm 2020 và xu thế 2020 cùng với mọi người. Thì tôi sẽ nói về một số các cái mảng để chúng ta có thể có một cái nhìn khái quát và cụ thể. Trước khi vào thì chúng ta vào Facebook của tôi cũng có rất nhiều các cái tin tức và các cái bài mà chúng ta có thể theo dõi, hy vọng nó sẽ bổ ích cho mình. Ở dưới cái link video này thì cũng là những cái link của ông già triệu đô, ông già đầu tư, thì anh em sẽ có thể vào. Thì mình sẽ bàn đến vấn đề những nhà đầu tư. Mọi người có thể biết được là năm vừa rồi các công ty trader, các công ty forex nhiều vô cùng tận đúng không ạ? Và năm nay sẽ đoán được là 250 công ty vào. Đây. Rất nhiều các công ty on forex này, Fibo Group này, rất nhiều ấn vào quảng cáo một cái là đầy chi chít này đúng không ạ? Rất nhiều quảng cáo ấn vào Google, quảng cáo khủng khiếp tại thị trường Việt Nam, chứng tỏ thị trường Việt Nam vẫn là một cái miếng bánh rất là tốt so với lại các cái thị trường khác đúng không ạ? Ví dụ như thời gian vừa rồi tôi định bay Singapore nhưng mà người ta cũng không chọn Singapore nữa, bởi vì người ta chọn Việt Nam điểm đến an toàn hơn. Một số nơi chọn Trung Quốc để mở màn để mà họ open những cái dự án nhưng mà họ lại chọn Việt Nam. Cũng có thể nó do thời tiết, do các cái dịch bệnh. Thế nhưng mà Việt Nam vẫn là một trong những cái điểm đến an toàn và có xu hướng tài chính rất là lớn trong năm năm 2020 này. Thế thì loanh quanh cũng chỉ là vàng, forex, chứng khoán, đúng không ạ? CFD, sở giao dịch hàng hóa rất nhiều. Thì tôi phân tích nhiều về một số xu hướng nó sẽ nổi lên và nó sẽ chết đi cũng như là nó chết yểu. Liệu forex có như mơ hay không? Đúng không? Cách đây 10 năm tôi đã làm forex rồi. Và những cái tỷ lệ thành công ở đấy có rất nhiều người là nhà đầu tư thành công. Bây giờ thì nhà đầu tư họ đã vội vàng đúng không ạ? Rất nhiều. Và liệu nó cho IB tức là Introducing Broker là một trong những nhà môi giới hay là những chủ sàn hay là những cái người mà đẩy lệnh thì kiếm, hay là những người môi giới kiếm hay là nhà đầu tư kiếm. Có một cái ảnh tôi đưa ra là demo trader thì rất là tuyệt vời nhưng mà thực trader rất buồn này đúng không? Và trụi lông rất là buồn cười. Và tôi nói luôn là trong thời gian tới đây thì chứng khoán vẫn là cái niềm mơ ước. Đấy là những cái mà anh em có thể nhìn thấy. Tại sao nói như vậy? Thì cuối năm vừa rồi trên Facebook của tôi cũng đưa rất nhiều về Mai Phương Thúy, nói rất nhiều về chứng khoán Vietcombank, thì lát nữa chúng ta sẽ biết. Thì do vậy là xu thế năm 2020 dòng tiền nó vẫn đổ vào chứng khoán là khủng khiếp. Mọi người có thể xem các phân tích đấy. Và nhà giàu Mỹ đổ tiền vào chứng khoán nhé. Tôi chưa thấy nhà giàu Mỹ đổ tiền vào forex bao giờ. Chứng khoán tiếp tục tăng trưởng trước Tết rồi sau Tết đúng không ạ? Chứng khoán nó có mùa của nó. Hơn 100 tỷ phú đến Davos tuần tới, đó là những cái tin tức rất nhiều các ấy. Đấy, chứng tỏ là gì? Họ mong muốn IPO tại công ty và đưa ra các vấn đề về cổ phiếu rất khủng khiếp. Như những cái đánh giá của năm 2019 thì những cái tỷ lệ IB kiếm được cũng như là xuất hiện rất là nhiều những cái sân sàn trong năm 2019 khiến cho cái cơ hội của IB lúc đó thì nó rất phát triển so với cách đây từ 5-7 năm trước Đúng rồi. thì các IB rất phát triển. Đúng rồi. Và trong năm 2020 này thì anh có dự đoán gì về cái xu hướng này? Thì cái xu hướng về rất nhiều sàn vào Việt Nam nhưng chưa chắc đã là miếng màu mỡ cho nhà đầu tư. Các IB sẽ xâu xé nhau, các khách hàng sẽ bị chèo kéo khủng khiếp lắm. Ví dụ bây giờ chúng ta đăng ký, bây giờ chúng ta chỉ cần like vào một công ty thôi, đúng không ạ? Forex thôi, đúng không ạ? Chúng ta like vào một công ty Forex thôi. Thì cái tỷ lệ gọi điện và cái tỷ lệ chăm sóc nó không còn như ngày xưa nữa đúng không ạ? Và bây giờ cái xu thế tôi có thể nói luôn là chứng khoán vẫn là niềm mơ ước và chúng ta sẽ phân tích.
2020 các tỷ phú bàn gì, mình phải nhìn tầm vĩ mô đã, đúng không? Ấn Độ nước có tỷ phú dự WEF, tức là cái dự báo các cái hội thảo nền kinh tế toàn cầu Davos, đúng không ạ? Đông thứ nhì thế giới, đúng không? Chỉ sau Mỹ thôi. Năm nay có 33 đại diện, tổng thống Trump cũng đến, đúng không? Rất nhiều. Và nó là nơi gặp gỡ các lãnh đạo, các tỷ phú khai mỏ, khai khoáng, đúng không ạ? Và tất cả mọi cái nhằm mục đích cho IPO cũng như là một số các cái đà tăng trưởng của các công ty, của các tỷ phú nắm nắm vững, hầu hết đó là chứng khoán. Và tôi nói luôn là dự báo tăng trưởng đều nói rằng các công ty công nghệ là một trong những cái họ đầu tư công nghệ và năng lượng, đặc biệt nữa giữa cái đại dịch này nữa, một số các công ty như kiểu Hoàng Kiều đấy đầu tư về các vấn đề về ADN này, rồi các vấn đề về máu, công thức máu, các cái vấn đề dịch tễ đấy là công nghệ, và họ áp dụng các công nghệ vào. Dòng tiền đổ vào chứng khoán đó là điều đương nhiên, nhưng miếng bánh được phân chia lại đó, ví dụ như là đợt vừa rồi chiến tranh giữa Mỹ và Iran tưởng chừng nổ ra, nhưng mà miếng bánh đã được phân chia lại, khiến cho chúng ta sẽ thấy được dòng tiền sẽ đổ vào công nghệ, các dự án về cổ phần hóa, các công ty công nghệ lên ngôi, và đặc biệt là các cái AI, trí tuệ nhân tạo, các diễn biến của các công cụ chơi nó sẽ được đánh giá cao hơn, thay vì người ta cứ chăm chăm chú trọng vào những cái sàn hàng hóa hay là những cái mô hình mang tính chất là tay bo. Như một cái cuộc hội thảo cách đây khoảng 4 tháng thì ở Trade Fair ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì tôi có thấy anh phát biểu rằng là AI trong cái năm 2020 này nó sẽ là xu thế. Đúng rồi. Thì liệu đây nó có phải là cái cơ hội cũng như là cái sản phẩm có thể dẫn đầu xu hướng Đúng này rồi. so với lại cái xu hướng của IB cũng như là các công ty Forex năm 2019 không ạ? Chúng ta khoan bàn đến vấn đề Forex, chúng ta khoan bàn đến những vấn đề về trade, nhưng chúng ta nói về vấn đề dòng tiền đã. Và các cái vấn đề trong năm 2020 này, tôi nghĩ là chứng khoán và các công cụ để phát triển các cái bộ máy kế hoạch để họ trade, để họ lãi được từ chứng khoán thì nhiều hơn. Và AI và các cái sân sàn, các cái công cụ hỗ trợ đấy, người ta chắc chắn là người ta phải phải có được những cái công cụ để chúng ta có thể xem xét được. Và tôi đang đánh giá cái xu thế quý 1 năm 2020, cụ thể là bây giờ này. Thế thì hiện tại người ta đang phân tích rất nhiều về virus, đúng không ạ? Các chủng cúm, mà chiến tranh, địch họa, bệnh tật, đúng không ạ? Thiên tai nó làm cho cổ phiếu cũng tăng giá hoặc giảm giá. Ví dụ có rất nhiều cái mà chúng ta sẽ phân tích sau đây. Cũng có thể là một trong những yếu tố AI là các công cụ mà nó phải phát hiện sớm ra dịch bệnh, nó phải phát hiện sớm ra sự tác động của các công ty tài chính một cách nhạy bén nhất, thì con người ta thông thường là biết. Ví dụ bây giờ chúng ta biết khẩu trang đang tăng giá, chúng ta không thể can thiệp vào khi mua mà khi khẩu trang nó đang bình bình được. Nhưng AI nó sẽ có thể phát hiện ra, tức là phát hiện sớm một xu hướng đó. Thế thì ví dụ có rất nhiều các công cụ lúc này, đúng không ạ? Ví dụ các công ty mà tôi có thể nói rằng là đây, ví dụ rất nhiều người giao dịch, tôi cũng có thể dùng các công cụ để tôi hỗ trợ cho các nhà đầu tư. Nhưng nó không còn đơn thuần như mọi năm nữa. Do vậy là các IB nó sẽ khó khăn hơn nhiều. Tổng số pip tôi kiếm được 1.397.1 pip, đúng không ạ? Tôi có thể lên được tài khoản là 34.96%. Đề xuất tối thiểu các tài khoản copy của tôi, đúng không ạ? Nó là có là 350 đô là có thể copy được. Thế nhưng nếu anh mà sử dụng các cái công cụ tốt cùng với tôi, nhưng tài khoản của anh quá nhỏ, anh cũng không thể theo được tôi. Do vậy AI là một cái thuật toán nó giúp cho các nhà đầu tư hỗ trợ được các vấn đề về giao dịch, đặc biệt là giao dịch chứng khoán, giao dịch phái sinh, giao dịch Forex sau này. Và tôi có thể nói rằng năm 2020 dự đoán chứng khoán và CFD sẽ lên ngôi. Đây là một xu hướng mới mà hầu hết tất cả những người người ta theo dõi, người ta có thể đánh giá. Tôi đánh giá là như vậy. Và chúng ta cứ kiểm nghiệm. Thì tôi cũng có may mắn, đúng không ạ? Cũng tham gia được một tí ở bất động sản, ở vùng ven, dưới đất nền, đúng không ạ? Năm 2016 cũng có. 2017 Bitcoin, đúng không ạ? Cũng đã phát hiện ra. Và tôi cũng là một trong những thành viên đầu tiên ở các cái cộng đồng Bitcoin và công nghệ blockchain. Năm 2018, mặc dù Bitcoin phát triển sau đó suy thoái và hạ giá, đúng không ạ? Tưởng là đang đăng ký là 50.000 đô một Bitcoin, nhưng mà John McAfee đánh giá để lên được tầm đó thì sẽ không lên được tầm đó, sẽ ăn cái của quý của mình, nhưng mà ông ta đã bị sai, đúng không?
và thế giới vẫn bình ổn. Vâng, một chuyên gia tài chính mà cũng nhận định sai lầm. Chuyên gia công nghệ, đúng không ạ? Năm 2018 thì là Forex lên ngôi, bây giờ đâu đâu cũng nhìn thấy, đúng không ạ? Và tiếp nối nó có thể bùng nổ, 250 sàn đang vào, đúng không ạ? Chứng tỏ họ đánh giá thị trường Việt Nam là một cái thị trường công nghệ đầy nhiệt huyết, có dân số trẻ và các bạn trẻ chỉ mong muốn là click 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 chuột và đơn giản là kiếm được rất nhiều khách hàng từ đó, đúng không ạ? Và họ đánh giá rằng có rất nhiều các khách hàng như vậy, lập tức là họ sẽ đổ tiền vào làm chương trình marketing, quảng cáo và miếng bánh, miếng mồi ngon cho các cái IB giới thiệu khách hàng. Và đương nhiên các IB sẽ phải cạnh tranh với nhau, đúng không ạ? Và khó khăn hơn, đúng không ạ? Mặc dù Forex Tech có cách đây khoảng độ 5-10 năm rồi, như chúng ta đã biết, tôi đã vào làm Forex lâu như vậy, nhưng đến năm 2 bắt đầu mới bùng nổ, trước đây thì không bùng nổ tí nào cả, đúng không ạ? Rồi 2019 binary option Forex, đúng không ạ? Binary option, đúng không ạ? Nhưng vấn đề năm 2020 thì cái việc tìm kiếm khách hàng trong ngành Forex nó khó khăn hơn. Ví dụ anh bây giờ anh bảo tôi muốn mở, anh Hải muốn mở tài khoản Forex, anh cần like fanpage hay là đăng ký một cái link hay là vào fanpage và hay Facebook của một bạn nào đó thì gọi điện cho anh thì kinh khủng khiếp luôn, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra ngày xưa rất dễ. Họ hỏi Forex là gì, binary option là gì, Bitcoin là gì. Nhưng bây giờ tìm cái khách hàng trong ngành Bitcoin cũng khá khó, Forex khá khó, bất động sản thì càng ngày càng khó, đúng không ạ? Không còn cái miếng đất nào giống như ở Phú Quốc hay Đà Nẵng để tăng trưởng như vậy. Nhưng mà gì ạ? Chứng khoán thì bắt đầu nó sẽ lên ngôi, dòng tiền nó sẽ đẩy vào, và xu hướng đó được đánh giá ngay từ thị trường Mỹ của đầu năm nay. Vâng, như những cái chia sẻ của cái kênh YouTube của anh cách đây 1 năm cũng như là 2 năm trước thì anh có đánh giá rằng là 2018 2019 là thời điểm của Forex. Đúng rồi. Thì 2020 này thì chúng ta dự đoán rằng cái chứng khoán sẽ lên. Và nếu như ai đi đầu cái xu hướng và nhận định tốt thì ngay đầu năm nay thì đã có một cái sóng chứng khoán rất là tốt. Của nhờ những cái tin tức từ Mỹ cũng như là Iran. Đúng rồi. Rất nhiều các cái cơ hội, các công ty khai thác vàng ăn theo vàng chứng khoán Mỹ đấy, các công ty công nghệ lên ngôi thì lát nữa chúng ta sẽ xem, và các công ty về y tế lên ngôi, đúng không ạ? Rất nhiều các cái mà sóng chứng khoán như thế, và chúng ta sẽ trở thành những cái nhà đầu cơ rình rập trong những cơ hội. Và tôi mới chợt nhận ra rằng là các tỷ phú chỉ có tại chứng khoán, bất động sản và cổ phiếu mà thôi, tôi chẳng thấy có tỷ phú chơi Forex mà đúng thật. Không có tỷ phú binary option, đúng không ạ? Có chủ sàn mà. Không có tỷ phú khi không có đầu tư là đương nhiên là đúng. Tỷ phú được tạo ra từ đầu tư cổ phiếu là rõ ràng nhất, rõ nét nhất. Rồi thông thường các vấn đề về Bitcoin, về Ethereum, rồi rất nhiều cái nó là công cụ để chúng ta mua được cổ phiếu một cách dễ dàng của toàn cầu mà thôi. Do vậy cổ phiếu và xu hướng năm 2020 nó sẽ hiện lên. Trước đây thì được giao dịch cổ phiếu thì nó khá là khó. Đối với người dân Việt Nam, họ cần phải lên sàn, rồi họ cần phải có giấy tờ hợp đồng. Thì ngay gần đây thì tôi biết là ngay cả chứng khoán Việt Nam thì họ cũng đã tối giản cái việc đó bằng cách là sử dụng những cái công cụ như là phần mềm. Đúng rồi. Thì để tiếp cận được với cổ phiếu nước ngoài thì tôi cũng ngoài cái thị trường FX ra thì cũng chưa có một cái kênh nào để chúng ta có thể tiếp cận. Đúng thì rồi. Liệu là trong năm 2020 này thì anh có thể đánh giá gì về cái cách tiếp cận này, nó có dễ dàng không ạ? Sẽ rất dễ dàng nếu chúng ta có các cái đồng tiền điện tử để chúng ta quy đổi và chúng ta sẽ tiếp tục. Và những tư duy ngay lúc này như sau. Đầu tiên là chúng ta nhìn thấy bất động sản, giá nhà leo thang. Các tư duy của Warren Buffett luôn luôn nói là biến 1.000 đô thành 2 triệu đô. Tôi thì tôi nghĩ rằng là biến 1.000 đô thành 2 triệu đô nhờ Forex thì nghe vẻ nó căng đấy. Rất khó. IB căng đấy. Nhưng biến 1.000 đô mà Warren Buffett đã biến thành 2 triệu đô nhờ chứng khoán là tôi nghĩ rằng là cái việc đấy là IPO và ICO nó khác nhau. Đúng không ạ? Và 1 triệu đô la cần thiết đó là kết quả của một ý tưởng trong công ty. Do vậy công ty người ta có những cái triệu phú người ta làm giàu bằng cách như sau. Người ta lập công ty, người ta IPO ra thị trường Singapore, ra thị trường Mỹ. Ví dụ trong Đặng Lê Nguyên Vũ, đúng không ạ? Mở công ty tại Việt Nam, mở tại Singapore và IPO công ty đó lên. Binance cũng thế, một công ty về coin, đúng không ạ? Họ mở sàn ra và họ IPO tại thị trường Mỹ, rồi họ có cái cơ chế mở sàn, đúng không ạ? Và họ phát triển dựa trên các cái đồng ICO, cái đồng coin của họ, và họ phát triển nền tảng và từ đó tăng giá, tạo ra các triệu phú đô la và các tỷ phú đô la.
rồi đấy là tư duy. Thế vậy thì năm 2020 chắc chắn là chúng ta sẽ phải nhìn nhận một cái xu hướng và nhìn xa hơn một chút. Mà chúng ta có một cái tin tức rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Ví dụ à, Kawamoto Corp, đúng không ạ, là một trong những công ty về y tế đợt vừa rồi tăng giá lên 8 lần, đúng không ạ? Đây là các cái con sóng và các cột nến của công ty chứng khoán này. Triệu phú Mỹ bày cho cách biến 100 đô thành 1 triệu đô, đúng không ạ? Nó nói rất rõ ràng, đúng không ạ? Warren Buffett cũng có chiến lược 1.000 đô thành 2 triệu đô. Hầu hết họ biến từ các công ty đó, từ các ý tưởng và thành công ty. Do vậy mình không có khả năng biến thành công ty này thì mình sẽ phải đi theo những công ty này và mình phải sớm phát hiện ra các xu hướng đó thì chúng ta sẽ cảm thấy ok nhất. Vậy chứng khoán và CFD tôi vẫn mong muốn đó là một cái xu hướng. Và tôi tiên đoán rằng và cũng mong muốn là chúng ta sẽ nhìn nhận ở cái khía cạnh đó. Bởi vì Forex chắc chắn là kiếm khách hàng sẽ khó hơn. Thay vì chúng ta alo, tele sale, khách hàng là ồ cái gì đó, dập máy, alo, dập máy, alo, Forex, dập máy. Đúng không? Thì chúng ta thấy chính thống hơn đó là chứng khoán. Và chúng ta nhìn thấy cổ phiếu ngành dược tăng giá vài lần vì virus corona bùng phát vài lần, nhưng cổ phiếu ngành sản xuất khẩu trang tăng 8,5 lần. Dịch corona bùng phát, cổ phiếu các doanh nghiệp ngành dược tăng trưởng khủng khiếp. Khẩu trang y tế tăng 600 chỉ trong một tháng, đúng không ạ? Đấy, cái công ty của Japan đấy, đúng không ạ? Vậy thì những cái cơ hội này công ty thì tăng giá, nhà đầu tư người ta sẽ nhìn thấy và người ta sẽ theo. Vậy làm thế nào để mua những công ty này thì đều có những cái phương pháp và có những cái trí tuệ nhân tạo, có những cái thuật toán để họ làm. Và chúng ta phải nhìn thấy cái trend chứng khoán này để chúng ta theo, chúng ta mới kiếm được tiền. Đây, rất nhiều các công ty về năng lượng, đúng không ạ? Total Gas này, đúng không ạ? Airbus, đúng không ạ? Thậm chí Adidas cũng chuyển thành một công ty công nghệ, đúng không ạ? Công ty Starbucks mấy hôm nay cũng nói luôn là công ty Starbucks không chỉ đơn thuần là cà phê mà trở thành công ty công nghệ. Do vậy các công ty nó sẽ có một đợt lột xác nữa, và đợt lột xác nào nó cũng tăng giá. Tức là bình thường công ty không vấn đề gì, nhưng chỉ cần có sự đột biến, ví dụ thay tổng đốc lên giá, có chiến lược mới lên giá, có chiến lược PR lên giá, có sự đầu tư vào đội bóng này, đội bóng kia lên giá, và có các chiến lược chuyển từ công ty cổ phần truyền thống thành công ty công nghệ tăng giá. Chúng ta sẽ nhìn thấy cổ phiếu Starbucks tăng giá. Nó do vậy là các AI, các trí tuệ nhân tạo nó sẽ tìm kiếm tất cả các tweet để nó phân tích, tìm kiếm tất cả các vấn đề về Facebook của cái chiến lược công ty đó để nó tìm ra một cách nhanh nhất. Và các cái vận hành của đơn vị mới, cách làm giàu vĩ đại, đó là chọn sàn tốt, tìm hiểu phương pháp đầu tư, hiểu cách vận hành của sàn, theo dõi các mã cổ phiếu tốt nhất và các thông số giao dịch, lập tức chúng ta sẽ có được chứng khoán và đi theo nó. Chúng ta sẽ thấy được 7 lý do đưa cổ phiếu Apple vào danh sách đầu tư ngay bây giờ, rất nhiều, đúng không ạ? 3 lý do tại sao nên mua cổ phiếu Apple, và tôi muốn chọn các cái chiến lược cổ phiếu, đúng không ạ? Do vậy, nếu chúng ta nhìn một cách bình thường thì hệ thống của chúng ta sẽ tìm ra được những cái cách để mang tính chất là đơn thuần, đơn giản, do vậy nó không chính xác. Nhưng bây giờ áp dụng công nghệ thuật toán rồi thì chắc chắn là nhà đầu tư sẽ dễ dàng hơn. Các cỗ máy quét thông minh sẽ làm cho nhà đầu tư an tâm hơn, đúng không ạ? Có các máy quét cổ phiếu, đúng không ạ? Nó tìm một phát ra thôi là toàn bộ chứng khoán Mỹ, của Úc, của Anh, tất cả các blue chip, các công ty ngon lành nhất, đúng không ạ? Đấy, quốc gia đây, đúng không ạ? Đức, Anh, đúng không ạ? Bỉ, đúng không ạ? Thổ Nhĩ Kỳ, rất nhiều các cái quốc gia, các lá cờ nó sẽ tìm ra, đúng không ạ? Vốn hóa toàn 8 tỷ đô, 22 tỷ đô, 891 triệu, 3,4 tỷ. Chứng khoán Anh 30 tỷ, và từ đó nó sẽ quét ra những cái cổ phiếu tốt nhất. Và tôi muốn nói ở đây đó là những chuyên gia đáng tin cậy, chứ không phải là con người nữa. Con người được hỗ trợ bởi các chuyên gia. Các cổ phiếu tăng trưởng trong quốc gia, tìm ra các top của quốc gia này. Thay vì một quốc gia chọn nhiều cổ phiếu thì người ta tìm ra quốc gia với các cổ phiếu top, đúng không ạ? Đó. Ví dụ ở Việt Nam người ta sẽ theo dõi Vin, đúng không ạ? Mỹ chỉ theo dõi top 10 bao gồm Boeing, Apple, Alibaba, vân vân, đúng không ạ? Và người ta đưa ra các cái công cụ trả lãi an toàn nhất. Và vì sao các cá nhân giao dịch thường thua lỗ, và thường thua lỗ thì thông thường giao dịch bằng tay, con robot mang tính chất là không hiệu quả, đúng không ạ? Hãy đọc các báo để nói rằng là nhà đầu tư tự giao dịch thường thua lỗ đến 95%. Do vậy chúng ta sợ Forex rồi nhé. Mà bây giờ tôi cảm tưởng tôi đi tìm cái khách hàng Forex thì tôi sợ rồi, đúng không ạ?
và tôi có những cái cảm giác là người ta cần phải theo dõi tôi nhiều hơn. Ví dụ Forex thì tôi bảo bây giờ họ đánh thì họ sẽ bị thua, thay vì họ đánh họ sẽ theo dõi tôi, đúng không ạ? Họ sẽ tìm David học, đúng không ạ? Và họ cần khoảng độ 10% một tháng, đúng không ạ? Họ follow tôi, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Họ cần đưa ra các cái yếu tố, đúng không ạ? Đây, ví dụ tôi triển khai được cái tỷ lệ lãi, đúng không ạ? Dự báo hàng năm 1000%, tức là các yếu tố là 34%, đúng không ạ? Năm nay bắt đầu nó thống kê, đúng không ạ? 34.96% trong tháng 1, trong một tháng thôi. Hôm nay là kết thúc tháng 1 và bắt đầu mai sang tháng 2. Thì toàn bộ những năm 2019 thì tổng nó chỉ tầm 12-15%. Nhưng nó sẽ an toàn hơn nếu trả lại lãi nhà đầu tư khoảng độ 3-5%, 8% là tốt nhất. Và do đó tôi có cái hệ thống no loss system đấy, nhưng vẫn không ăn thua so với ekip bằng thực hiện bằng máy giao dịch các cái tín hiệu. Và những cái hoa tiêu của chúng tôi, đúng không ạ? Ví dụ các cái tài khoản hoa tiêu, đúng không ạ? Ví dụ tài khoản 2000, đúng không ạ? Rút 500, đúng không ạ? Lãi 545 đô ở tài khoản 1500 đô thì tâm lý tôi sẽ đánh cái tài khoản này ok. Nhưng nếu mà bay cái tài khoản này thì kéo theo bao nhiêu người đằng sau bay theo, bởi vì nó đang hoa tiêu mà, đúng không ạ? Tất cả mọi cái đó, đấy, rất nhiều rút tiền rồi tất cả mọi cái, đúng không ạ? Withdraw 3543, tất cả mọi cái. Nhưng nếu chỉ cần sai một cái thôi là tất cả đi. Do vậy cái AI và trí tuệ nhân tạo nó sẽ giúp cho mình. Do vậy là gì ạ? Các cái tỷ lệ chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ? Và cái hệ thống, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy cái tỷ lệ 274, withdraw 882 đồng, đúng không ạ? 1610 đồng, đúng không ạ? Do vậy làm thế nào để chúng ta an toàn nhất? Thay vì chúng ta quá lời kiếm lời, đúng không ạ? Có thể trả, đúng không ạ? Và đây không phải là cái chuyện đơn giản khiến cho cái xu hướng mà chúng ta có thể xem xét. Để bao nhiêu công ty, bao nhiêu người, bao nhiêu quỹ giao dịch thua, đúng không ạ? 200.000, đúng không ạ? Trên 4 tỷ âm đến 176.000, đúng không ạ? Tài khoản 2.000 từ tài khoản nhỏ đến tài khoản lớn. Và chúng ta phải hiểu được vì sao 95% thua lỗ. Sự quản trị tài khoản không có công nghệ là chúng ta đứt ngay. Và công nghệ được áp dụng biết được tin tức sớm, các dự báo dài hạn, phân tích sát sao, tin tức được báo trước rủi ro. Cộng tác viên tại quỹ, phần mềm linh hoạt thì chúng ta sẽ hiểu được các công ty công nghệ thì sẽ chiến thắng. Các mạng ứng dụng giao dịch copy trade, robot trade, các app và công nghệ trade siêu lợi nhuận. Đó, người ta đưa ra các app. Thế thì ở dưới cái video này chúng ta sẽ có cái link để chúng ta chuẩn bị vào những cái dự án mới, đúng không ạ? Sau đó chúng ta đăng ký cùng với ekip để đưa ra được các cái chiến lược đầu tư. Năm 2020 sẽ hệ thống và các thuật toán AI và thuật toán độ trễ siêu lợi nhuận cho các quỹ. Thì tôi có giải thích với anh em là độ trễ bởi vì các thuật toán nó sẽ liên quan đến các robot, nó tính toán được cái khoảng thời gian tĩnh khi mà giá từ 7 đồng lên 10 đồng. Thì lúc 7 đồng vụt lên 10 đồng ấy, nó sẽ có một cái độ trễ mà robot sẽ phải phát hiện ra, có thể tin tức, có thể thông qua twist, có thể thông qua chiến lược. Do vậy là gì ạ? Bắt buộc 2020 người ta phát triển nhiều về các vấn đề AI để cho chứng khoán tốt hơn. Thực sự thì ngày hôm nay nghe thấy AI của và những cái cơ hội đầu tư trong năm 2020 này thì tôi cảm thấy rất là kích thích cũng như là tò mò. Như chúng ta đã biết rằng là cái thị trường Forex năm 2019 thì nó rất phát triển, nhưng để chiến thắng trong thị trường này thực sự là nó rất khó và đòi hỏi nhà đầu tư cần phải có một cái lượng kiến thức rất là khổng lồ. Chính xác. Và khi chứng khoán thì như chúng ta đã biết, chứng khoán Việt Nam cũng như là chứng khoán Mỹ thì nó cũng khá khó tiếp cận trong những cái thời gian những cái kỷ nguyên hoặc là những cái thập kỷ vừa qua thì chúng ta đã biết rằng là công nghệ càng ngày càng phát triển. Đúng rồi. Và mọi thứ càng ngày càng được đơn giản hóa đi. Đúng rồi. Thì cái việc đầu tư của chúng ta thì liệu trong năm 2020 này thì chúng ta có thể đơn giản hóa cái việc đầu tư hơn là cứ phải chăm chăm vào để chơi cũng như là để tìm ra những cái giải pháp như anh đã nói rằng là để vận hành được quỹ thì mặc dù là lợi nhuận của anh cũng rất là ổn định, nhưng mà để vận hành được cái quỹ nó ổn định từ 3-5% thì thực sự là rất khó nếu như là mà làm một nhà đầu tư cá nhân. Đồng ý. Thế thì nó mới tạo ra cái biểu đồ nhiệt, đúng không ạ? Anh nhìn xem. Ví dụ gas, đúng không ạ? Liên quan đến 96% biểu đồ nhiệt màu xanh nên nó tỷ lệ mua rất cao, đúng không ạ? Rồi BCH, BTC có đến 80% tỷ lệ mua, đúng không ạ? Bitcoin nó đã tính toán đến 90%
tỷ lệ mua nó tính trong volume và rất nhiều các cái việc đấy. Do vậy nó càng ngày nó càng sẽ dễ dàng hơn. Nó tính toán chính xác được 90% lên giá hay 99% lên giá hay xuống giá. Do vậy cái biểu đồ nhiệt nó rất quan trọng. Ví dụ ai đầu cơ vào đường lúc này nó 50-50, 49.8% mua và 50.2% là bán. Ví dụ như vậy thì đây là những cái biểu đồ nhiệt mà chúng ta sẽ thấy được cái AI nó rất phát triển. Đúng không ạ? Nó tập trung chủ yếu vào các công ty cổ phiếu và nó có thể lên khủng khiếp, đúng không ạ? Biểu đồ nhiệt có các chuyên gia được đánh giá là tốt nhất thế giới. Nó sẽ tính toán được ra các mã cổ phiếu của Wall Street, đúng không ạ? FTSE, đúng không ạ? Các cái mã chứng khoán của Germany 30, đúng không ạ? Japan 225, đúng không ạ? Hồng Kông Hang Seng, đấy, rất nhiều các. Và các phương pháp trade chứng khoán chiến thắng 100%, chia cổ tức lãi cho nhà đầu tư thì hầu như người ta sẽ tin tưởng hơn là công ty Forex chiến thắng. Công ty chứng khoán nhiều hơn. Đó. Ví dụ các cái thông tin cổ phiếu Mỹ, New York tại sàn, đúng không ạ, mở cửa ra sao và nó sẽ quét được tất cả mọi cái, thay vì họ quét euro bảng Anh. Mà để nhân đôi được euro bảng Anh thì hơi bị khó. Đó. Các cái cổ phiếu thường đưa ra là các mã top, đúng không ạ, nó có các phương pháp để làm sao không thua lỗ. À, các phương pháp kinh điển vừa mua và vừa bán để can thiệp vào các khối lượng lệnh, đúng không ạ? Bình quân gia tăng khối lượng, ví dụ như là họ đánh giá vàng sẽ tăng trong cái kỳ đợt này. Đó là thông tin dựa vào địch họa, thiên tai, thời tiết, rồi bệnh tật, đúng không ạ? Người ta mua bình quân giá cứ xuống mua, đúng không ạ? Và cuối cùng vàng bây giờ tăng giá khủng khiếp, bây giờ chúng ta xem giá vàng như này, đúng không ạ? Rất nhiều các cái thông tin. Rồi các cổ phiếu nó tăng giá. Đây, ví dụ vàng cách đây 2 hôm chúng ta nhìn thấy giá sập, đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ phát hiện ra là trong cái thời điểm này không thể sập được. Do vậy cái việc mà gì ạ, nó mua dần và cuối cùng gì ạ, tăng giá lên 1588 và khả năng gì ạ, nó sẽ tăng tiếp trong vào cái ngày thứ hai với các tin tức về Brexit, tức là British Exit, nước Anh thoát khỏi Liên minh châu Âu. Do vậy là gì ạ, các đồng như đồng bảng Anh, đúng không ạ, chắc chắn là sẽ có những cái cuộc gáp rất là khủng khiếp để tăng giá. Đây, nó tăng một leo từ 1.299 đến 1.320. Do đó chúng ta có thể nhìn thấy. Vậy thì đây là những cái chiến lược mà các cái AI nó sẽ nghiên cứu ra đó. Rồi các thuật toán nó sẽ phân tích từ các quỹ là Donald Trump sẽ tweet như thế nào, đúng không ạ, Elon Musk, đúng không ạ, sẽ phân tích ra sao để đánh giá được các cái cách nó vấn đề là gì ạ, nó sẽ phân tích được toàn bộ tất cả những cái đấy để có thể phát triển và chiến thắng cho cái quỹ đó để có thể chi trả cho nhà đầu tư. Thực sự là tôi rất ấn tượng đối với cái AI như là cái công nghệ biểu đồ nhiệt này, bởi vì cách đây trước Tết cỡ khoảng 2 tuần thì anh có nói về cái này trong một cái cuộc trao đổi cá nhân với tôi rằng là ETH cũng như là Bitcoin có tỷ lệ lên giá tới 90%, đúng không ạ? Thì thực sự là chúng ta đã thấy được một cuộc tăng giá Bitcoin trong 2 tuần nay là từ 6.500 lên hiện tại là giá là 9.300, cũng như là ETH là lên từ giá 2.800.000. Lúc đó anh giới thiệu với tôi và hôm nay đã lên 3.9 triệu, gần 4 triệu. Thì cái công nghệ nhiệt này thì sau khi mà chúng ta test cũng như là chúng ta đưa ra những cái đánh giá thì thực sự là nó mang lại cái độ hiệu quả rất là cao. Hôm nay anh tính, anh có bảo là tôi hay nghe video của ông David. Đợt này ông David hay phân tích, nhưng ông ấy bận quá mà ông hay bật video ở trên YouTube, ông ấy xem. Cái này cũng hay, thi thoảng bật video ở lái xe thì bật cái YouTube của mình nghe cũng được, đúng không? Thì anh nói cũng phải thôi. Vấn đề là gì ạ? Thực ra tôi cũng không phải tài giỏi gì mà tôi dựa vào các biểu đồ phân tích nhiệt để tôi đưa ra dự đoán. Xu hướng đó được rất nhiều các sàn người ta thống kê, nhưng mà bây giờ nó sẽ còn thống kê một cách chi tiết hơn. Các biểu đồ nhiệt đấy được làm việc rất là khủng khiếp. Ví dụ như là những cái biến động nhất, đúng không ạ? Rất nhiều, đúng không ạ? Các máy quét cổ phiếu, rất nhiều các cái, đúng không ạ? Các xu hướng thị trường, ví dụ bây giờ tôi sẽ nói là vấn đề tiền ảo, bây giờ nó sẽ quét BCH, bây giờ khủng khiếp, nó đang lên đến tỷ lệ 100%, mua là, đúng không ạ? EOS đang tăng, đúng không ạ? Ripple tăng, Stellar đang tăng 99.3%. Đó, nhưng vấn đề nó sẽ có những cái rủi ro ở cái việc cắt lỗ nếu trong người ta chơi. EOS cũng đang rất tăng, đúng không ạ? ADA, Ethereum thì 93.3%. Thế nhưng mà đây là những cái biểu đồ mà gì ạ, nó có độ trễ riêng cho nên chúng ta phải hiểu. Máy quét cổ phiếu, đúng không ạ, rất nhiều các máy quét khác. Chúng ta có thể nhìn thấy, đúng không ạ, các mã biến động nhất, đúng không ạ, với cái USD, BRL, đúng không ạ, rất nhiều. Bản đồ nhiệt của chúng ta cũng có thể nhìn thấy các cái mã cổ phiếu của các công ty công nghệ hiện tại đang short sell, đang bán rất khủng khiếp. Duy nhất của MS, FT tăng 3,1%,
và chúng ta tìm đến những cái công ty đang tăng rất là mạnh với các biểu đồ nhiệt thế này, đúng không ạ? Thế thì đặc biệt các cái máy quét, các biểu đồ nhiệt này nó sẽ thường xuyên nó đưa ra cho chúng ta những cái quy trình để chúng ta có thể thấy được là cái hệ thống sẽ phân tích sao cho nó biến động nhiều nhất. Ví dụ Dashcoin hiện tại đang lên rất là nhiều, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy. Thế thì Ethereum, Litecoin và những cái đồng coin mang tính chất là mạnh mẽ, top coin sẽ được phân tích rất là chi tiết. Và tôi thấy rằng AI nó sẽ tập trung vào các máy quét này, và chúng ta có thể tìm ra được những công ty kiểu như vậy, họ đưa ra rất nhiều các thuật toán. Thế thì tại sao lại như vậy? Là vì công nghệ. Và bây giờ từ câu chuyện của người Nhật và người Việt Nam, trong tuần vừa qua chúng ta nhìn thấy Mai Phương Thúy, đúng không ạ, nói liên tục về chứng khoán, chứng tỏ phải có một cái gì đó. Nói rằng là giàu thì chưa thấy, nhưng chắc chắn không nghèo, đó là khẳng định của một hoa hậu trong vài năm gần đây, đúng không ạ? Thế giới đầu tư đã len lỏi, ở Facebook tôi có viết những cái bài này. Chúng ta vào tìm ông già đầu tư, đúng không ạ? Rất nhiều. Và cái bài mà tôi nói rằng khi cái người Nhật người ta đánh giá là khi xe máy của bọn mày còn đi trộn với ô tô và còn xe tải, thậm chí đi cùng tàu hỏa thì mày còn kiếm được tiền, và thể hiện giờ vẫn thế. Và khi mày xem một người đẹp nói về chứng khoán thì sắp rồi đấy. Và khi ca sĩ, nghệ sĩ đầu tư bất động sản, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn đi sâu, đúng không ạ? Ví dụ nhà của Quang Hà. Quang Hà bảo là tôi đầu tư bất động sản tôi mới giàu như thế. Quang Hà bảo là đi hát có tiền đầu tư bất động sản, đúng không ạ? Do vậy nhà đầu tư. Sau đó các giới nghệ sĩ họ đầu tư chứng khoán thì biết rồi đấy, đúng không ạ? Và bùng nổ, đúng không ạ? Và trong cái bài này, giàu thì chưa thấy nhưng chắc chắn không nghèo, chúng ta tìm ở trong David, tôi sẽ có những bài viết của tôi rất nhiều các cái nhóm đưa ra, đúng không? Có nên mua bất động sản khi mà giá quá cao, đúng không ạ? Rất nhiều các cái liệt kê của tôi đưa ra. Và các câu hỏi về xu hướng như vậy thì làm gì với 0 đồng, làm gì với 1 tỷ, làm gì với 10 tỷ, 100 triệu, đúng không ạ? Luôn luôn các hội thảo của tôi có luôn luôn trả lời. Ông không đồng thì ông đừng làm gì nữa, ông đọc một cuốn sách đi, ông đọc 10 cuốn, ông đọc 100 cuốn, ông mượn, không có tiền, ông không đồng đọc sách đi, đúng không? Ông sẽ có được cái phát minh. Ông làm gì 1 tỷ, đúng không ạ? Lao vào chứng khoán, bất động sản, đúng không ạ? Crypto rất nhiều, nhưng mà vấn đề là phải trả lời câu hỏi nếu mất 1 tỷ thì làm sao? Rủi ro ra như thế nào? Và đặc biệt mình phải chọn đúng xu hướng chưa, trend chưa, và tìm được những người đầu tư tốt hay chưa. Đó là những cái câu trả lời. Câu chuyện xu hướng 2020 thì chúng ta nhìn thấy cái hành trình của Vietcombank nhân tài khoản, đúng không ạ? Từ 2.000 Việt Nam đồng lên 94.000 đồng, đúng không ạ? Rất nhiều, từ 20.000 lên 94.000. Rồi những cơ hội chúng ta đón nhận, đây là những cái mã của ngân hàng Vietcombank, đúng không ạ? Và cái lúc 20.000 ấy, nó ở rất lâu, sau đó nó lên đến 94.000, đúng không ạ? Nhân 5 lần. Và chúng ta có nhiều tiêu cực nói ra, đúng không ạ? Ở Việt Nam thì rất nhiều tiêu cực, đúng không ạ? Rồi nhiều bài phỏng vấn nói tiêu cực, nhưng mà chúng ta sẽ đón nhận nó ở một cái thái độ tích cực. Khi chúng ta bàn ở đây thì ông chủ Amazon đã quyết bỏ thêm 1 tỷ đô vào Ấn Độ, và tổng là 7 tỷ đô vào Ấn Độ nhé. Các công ty như Qualcomm, đúng không ạ, Philip Morris, Finter hay là P&G, PepsiCo có thiên hướng là công ty công nghệ, sản xuất nước ngọt nhưng mà thiên hướng về công nghệ, giúp cho giới trẻ phát hiện ra uống cái đấy là phải sang chảnh, uống cái đấy phải là hợp đạo hợp thời, chứ không phải uống vì ngon nữa, đúng không ạ? Starbucks đắt vô cùng tận, đúng không ạ? Nhưng mà uống là nhìn thấy uống là thấy sành điệu rồi, đúng không ạ? Amazon với cổ phiếu thần kỳ, nhưng mà có thật nhé. Amazon từ 200 đô lên 2.000 đô như thế nào? Thị trường đánh giá rằng, đúng không ạ? Các cái công ty của Bezos rót tiền vào, đúng không ạ? Hầu hết là chỉ là gia tăng được quy mô, và mỗi một lần như thế thì Amazon nó tăng. Từ cái việc mà giá là thì có 272 đô, đúng không ạ? Theo cái mũi tên đỏ này. Đến, đúng không ạ, 2034 đô. Tiềm năng của Facebook từ 71 đô lên 221 đô, đúng không ạ? Và tiến tới nó còn tăng nữa khi nó ra cái tiền ảo Libra, rất nhiều các cái, tức là nó lột xác. Nếu không lột xác thì Yahoo còn đứt mà, đúng không? Và mã cổ phiếu Facebook và công ty công nghệ sẽ hình thành trong những xu hướng 2020 còn khủng nữa. Alibaba từ 55 đô lên 20 đô, đúng không ạ? Nó giúp cho tất cả những cổ đông của, rồi Xiaomi, đúng không ạ, rồi Huawei làm cho những lễ tân, rồi những bà lao công được tặng cổ phiếu thì mở cái sổ cổ đông ra, ô vô tình là triệu phú mất rồi, đúng không ạ? Đó là những cái tột cùng của cái sự sung sướng khi mà giá từ 20 lên 40 đô nhân. Thì thời gian vừa qua tôi cũng nói về cái BAV, đúng không ạ? BAV thì cổ phiếu
khi mà IPO tại Việt Nam, sau đó họ bán cho quỹ, họ thoái vốn, họ làm tất cả mọi cái để lột xác, để bơm giá, thổi giá, rất kiểu mọi cái. Nhưng mà IPO mua có 20.000 thôi, và kỳ vọng là gì ạ? Nhân 4, nhân 5 là 80, 90. Và người ta nói là luôn là ông ấy chém gió rồi ông ấy thế này thế nọ, nhưng mà ông nói là dưới ba con số là ông ấy buồn, đúng không? Mà đương nhiên đấy là cái cách người ta làm, và người ta dùng cái số đông để người ta có thể tăng và giảm, đúng không? Và thật tuyệt vời khi mà Tesla làm thành công nhà máy tại Trung Quốc, và chúng ta kỳ vọng cái cổ phiếu này còn khủng khiếp nữa. Trung Quốc và Mỹ chiến tranh thương mại như vậy, nhưng mà Tesla ông này chiến đấu và ông đập vỡ kính thì kính vỡ, tưởng như là cái việc mà kính của tôi là chống đạn, kính của tôi là cứng, đập cái vỡ luôn, và biến nó trở thành một cái hot trend tại cái áo mà ông ta bán với giá 45 đô một chiếc, tạo ra một trend. Do vậy cổ phiếu nó còn có thể hình thành rất nhiều cái tuyệt vời nữa. HP, đúng không ạ? Đợt vừa rồi ai đầu tư HP ok rồi, đúng không ạ? Và xu hướng 2020 quay trở lại với công nghệ, với Bitcoin và các cái điều phi thường của các công ty công nghệ. Và nay thì các công ty y tế lại đang được hưởng lợi. Các công ty công nghệ đang điều chỉnh giá và bắt đầu sẽ bắt một xu hướng mới là lột xác, tạo ra xu hướng trở thành các công ty công nghệ tốt hơn. Vậy thì giá trị của công ty được lên ngôi, đó là chứng khoán và CFD. Công ty phát triển bền vững, ngày càng có nhiều người tham gia đầu tư đó, và quy mô đấy, và công nghệ được chú trọng. Đến Starbucks mà nói là bây giờ chúng tôi không chỉ đơn thuần là công ty cà phê, trong khi đó ông Trung Nguyên thì bảo là cái đấy là nước pha vị cà phê chứ không phải cà phê. Chúng ta đừng tranh cãi về cái vấn đề đấy, cà phê hay nước pha cà phê hay không phải tôi không quan tâm, mà tôi quan tâm đến cái việc mà công ty này nó phát triển ra để có một cái thứ đồ uống nó hợp thời trang, nó lại liên quan đến sang chảnh kia. Đó là cái mà chúng ta tìm hiểu. Và kiếm tiền thông qua xu hướng, đó là nhiệm vụ của tôi và anh chị em trong ekip, cũng như là toàn bộ tất cả những quy trình để mà chúng ta có thể kiếm tiền. Các xu hướng sẽ bị lãng quên nếu trong nhập cứ đánh tay đôi, đánh tay bo với sàn là không đánh được đâu, mà nó cần phải có. Và năm nay một số sàn như là Follow Me, Copy Pip, tất cả mọi cái nó dùng công nghệ đánh để anh em nhân bản ra đấy, cứ 12%, 34%, đúng không ạ? Các cái công ty, và chúng ta nói rằng ở Facebook tôi nói rằng là chúng ta phải tấn công vào thị trường có đông dân hơn, đúng không? Tôi có thể tấn công vào thị trường Trung Quốc, tấn công vào thị trường Mỹ, rất nhiều cái, đúng không? Và 34% ví dụ dùng công nghệ mới làm được, chứ còn dùng này không làm được đó. Và 2020 tôi nhắc lại là các xu hướng và các dòng tiền, đó chính là những cái về tăng trưởng, rồi đưa ra rất nhiều cái, đúng không? Và 2020 tỷ phú họ bàn gì, những dự báo tăng trưởng đổ vào chứng khoán, những miếng bánh phân chia lại, đúng không ạ? Đánh giá quý 1. Và các mô hình giới thiệu được lên ngôi, tức là affiliate, link, đúng không ạ? Rồi nhóm, rồi chia sẻ các hệ hiệu ứng, đúng không ạ? Và các AI, các thuật toán nó sẽ có được những cái cách, đúng không ạ? Thì tôi vẫn đưa ra các cái thương hiệu tại No Loss System, Hedging System, và trong Facebook là David học, đúng không ạ? Thế giới đầu tư, đúng không ạ? Các cái cách mà tôi phân tích bất động sản, chứng khoán, CFD, tiền kỹ thuật số và tỷ lệ dòng tiền, và dùng các cái đó để biến đổi, biến thiên để chúng ta có thể kiếm tiền. Vậy phải đi đúng xu hướng, phải học đúng. Nhiều bạn trẻ hỏi rằng là phải làm gì thầy ơi, đầu tư gì bây giờ, đúng không ạ? Đầu tư gì 100 triệu bây giờ, đúng không ạ? Và chúng ta phải biết được cái cách xây dựng hệ thống của chúng ta. Và nghề môi giới và làm thị trường ngày càng khó hơn nếu chúng ta không đúng xu hướng. Tất nhiên làm vẫn làm được, ngày gì chỉ làm được. Bây giờ ông bán kẹo cao su vẫn làm được, nhưng ông công ty kẹo cao su dành cho công ty công nghệ, công ty kẹo cao su trở thành một công ty công nghệ bán kẹo cao su thì nó khủng khiếp quá, đúng không ạ? Tôi mới có một cái công ty đồ chơi, đúng không ạ? Ông ta nhờ tôi tư vấn để cố vấn để bán cái ô tô điều khiển, đúng không ạ? Bán ô tô điều khiển từ xa, rồi bán các cái ô tô mô hình, họ làm giống như ô tô thật và họ đưa ra các trend của bán, bắt buộc phải công nghệ, đúng không ạ? Và các giải pháp cho IB thì mới kiếm được khách hàng. IB thường không kiếm được khách hàng, IB phải có công nghệ mới kiếm được khách hàng. IB thường alo telesale, gọi anh Hải dập máy, gọi anh Nam dập máy, gọi anh Tiến dập máy, gọi anh Hưng dập máy, đúng không ạ? Thậm chí người ta chửi cho mình, người ta bảo lừa đảo, đúng không ạ? Do vậy chúng ta phải có cái công nghệ, các sàn phải có cái công nghệ. Và các trang thiết bị nó linh hoạt, đúng không ạ? Và các cái nghề môi giới trước đây nó sẽ phải được trang bị. Và cơ hội và thách thức cho những dân IB đó chính là trình độ phải có, đúng không ạ? Phải đánh, phải thắng. Thế do vậy là IB nó quá khó, do vậy chúng ta cần phải tìm những công ty để chúng ta sẽ nhìn thấy. Và chúng ta
hỗ trợ cũng như anh em thì có những cái độ an toàn, có công ty phát triển khách hàng, các vấn đề về quản lý vốn ra sao, đúng không ạ? Và trend 2020 đó là xu thế chứng khoán cũng như là một số cái đó. Vì sao FX lại không nhiều khách hàng nữa thì chúng ta đã biết rồi, đúng không ạ? Và cái trend năm 2020, xu hướng đầu tư 2020 là CFD coin chứng khoán mới là chủ đạo, đúng không ạ? Thì đấy là những cái mà chúng ta sẽ phải làm, đúng không ạ? Thì từ đó tôi đã phân tích, đưa ra một số các cái số liệu cũng như là cùng anh em để đưa ra, thì hy vọng rằng anh em có cái cách để nhìn nhận, và đừng quên vào Facebook cũng như là subscribe kênh của tôi để chúng ta đón nhận các xu hướng 2020 và chúng ta chiến đấu đợt tới. Xin được cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.